Rồi quý vị ơi, bên chai 466 nha quý vị. Một cây hồng ngọc mai 200k bao ship luôn nha. Anh nào quen nhận cây trả tiền, còn lạ chưa mua lần nào thì phải chuyển tiền trước nha quý vị. Bán bữa này nó nghỉ mấy bữa nó mới có bán lại nha quý vị. Tại vì giờ cũng hết hàng rồi, còn có mấy loại thôi, 2-3 loại thôi. Rồi đây cây số 1. Ủa 466 chứ. Rồi, có bông luôn nha. Đây là chai trà ô long nha quý vị. Rồi giờ tôi cho quý vị coi kỹ lại ha. Nè, gốc của nó nè. Tay tôi nè. Rồi 200k bao ship luôn. Mặt sau của nó đây nha. Rồi bữa nay bán bữa nữa là nghỉ xả hơi quý vị ơi. Lâu lâu lên bán vài cây vậy thôi, hết hàng. Xuống đi ơi.